Lúc mà lũ á, nước đập thủy điện nó dâng trào thì phải xả lũ, các bạn phải xả bớt ha, chứ để vỡ đập là ăn cám hết luôn đó. Nước trên này mà không có là coi như ở dưới đường thủy coi như là chết cứng hết. Có ông nội kia, ông ngồi ở dưới ông câu cá kìa, ông xuống bằng đường nào 2 giờ trời. Và đã có 168 người nằm lại mảnh đất này hy sinh cho dòng sáng ngày hôm nay, trong đó có 11 chuyên gia Liên Xô và 157 người Việt Nam. Rồi, hello, chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt tại Thủy điện Hòa Bình. Trước mặt chúng ta là trung tâm đón tiếp khách tham quan công trình Thủy điện Hòa Bình. Đây là những nhà mà quầy lưu niệm với lại phòng bán vé. Bên trái chúng ta là cái đập Thủy điện Hòa Bình ha. Một cái đập ngăn sông, dòng sông Đà chạy từ phía tỉnh Vân Nam Trung Quốc qua tỉnh Lai Châu, Điện Biên rồi xuống Hòa Bình. Đến Hòa Bình thì chúng ta làm cái đập thủy điện, đây được xem là thủy điện lớn nhất ở ngoài phía Bắc, nhưng mà bây giờ cái thủy điện Sơn La làm quy mô còn lớn hơn các bạn. Nói chung là thủy điện Hòa Bình này giữ vị trí mấy chục năm rồi ha. Thì thủy điện Hòa Bình này được xây dựng vào những năm 1979 ha, với sự hợp tác của Liên Xô cũ các bạn. Cho đến năm 1994 thì kết nối vào lưới điện quốc gia ha, cung cấp cho toàn nước luôn. Rồi, mua vé rồi các bạn, bây giờ là đi vào trong tham quan thì có chị hướng dẫn viên chỉ giới thiệu đoàn, thì có gì chị nói các thông tin hết rồi, mình không cần phải nói lại ha. Nhưng mà có một cái thông tin rất là quan trọng, đó là năm 1992 cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đã kéo cái lưới điện 500 kV Bắc Nam các bạn, một quyết định sáng suốt, đưa cái lý điện khi xưa ở ngoài phía Bắc này là điện dư thừa, trong khi miền Nam lại là thiếu điện ha, do cái khu vực miền Nam là các khu công nghiệp rất là nhiều. Thì đến năm 1993 thì cái trạm biến áp ngay chỗ Phú Lâm các bạn xây dựng, rồi đến năm 94 thì kết nối với cái lưới điện Hòa Bình này, từ Hòa Bình chạy về, kéo về đến nhà máy biến áp Phú Lâm Sài Gòn là khoảng 1.500 cây, với hơn 3.400 cột điện. Giúp giải phóng một cái lượng điện lớn dư thừa tại vùng phía Bắc này, tại nhà máy điện thủy điện Hòa Bình này ha các bạn, cung cấp cho khu vực miền Nam cũng như miền Trung. Lúc đó miền Trung cũng rất là thiếu điện khi xưa, thời năm 90 chín mấy, trời ơi. Điện cúp thông báo hàng tuần luôn, tuần cúp 3 lần, tối cúp, trưa cúp. Tại vì phải nhượng cái lượng điện lại cho cái khu công nghiệp Biên Hòa, những khu công nghiệp trong Sài Gòn ha các bạn. Người dân phải bị cúp điện. Sau năm 94 kéo lưới điện thẳng từ Hòa Bình này về đến cái Phú Lâm. Có tổng chiều dài lưới điện dài gần 1.500 cây, với hơn 3.400 cái cột điện. Đây khách du lịch các tỉnh ở lân cận thành phố Hòa Bình cũng như Hà Nội lên. Có mình là dân miền Nam. Để mình đi lên sát với lại cái
chị hướng dẫn viên này cả. Bên phải là đây là văn phòng của ban giám đốc. Đây được xem là cái công trình thủy điện cấp quốc gia các bạn, an ninh thuộc loại nghiêm ngặt. Bởi vì cái đập thủy điện Hòa Bình này mà có sự cố gì là coi như cái Hà Nội lãnh đủ luôn. Nửa tiếng sau là Hà Nội chìm trong 30 mét. Đây ha các bạn, trước khi đi vào hầm quay cái nhà điều hành công ty thủy điện Hòa Bình, nhà điều hành. Hướng bên đó chỉ cho dành cho cán bộ công nhân viên làm việc ở dưới hầm ha. Đây đường bắt đầu vào hầm để mình đi sát với cái chị bán hướng dẫn viên này, mình khỏi phải thuyết trình lại. Có sơ đồ thoát nạn ha, khi có cháy trong gian máy và gian biến thế. Rồi. Sơn La với công suất là 1920 MW, gồm có 8 cỗ máy vận hành. Trên nóc hầm hầm chúng ta vừa đi qua nơi phát ra tiếng ồn rất lớn, đó là hệ thống quạt thông gió. Chúng ta lấy hít thở không khí trong núi này không sử dụng điều hòa nhiệt độ mà chỉ có hệ thống quạt thông gió mà thôi. Trong lòng núi này có rất nhiều hệ thống thông gió như vậy, nhưng mà vị trí này thì chúng ta chỉ nhìn thấy một hệ thống duy nhất. Hòa Bình thì vào năm 1971 ta đã khoan mũi khoan đầu tiên để khảo sát công trình. Cho tới năm 76 thì ta xây dựng các cơ sở hạ tầng như nhà ở, bến bãi và một trạm 500 xe để thi công công trình này. Ngày 6 tháng 11 năm 79 ta bắt đầu khởi công và công trình trực tiếp thi công xây dựng trong 15 năm. Khánh thành tổng thể nhà máy là 20 tháng 12 năm 94 và trong 15 năm khoan đá, nổ mìn, đào hầm. Chúng ta đào được tổng chiều dài các đường hầm lớn nhỏ ngầm trong núi, đó là 20 km ngầm trong núi hoàn toàn. Và hôm nay thì chúng ta chỉ đi một đoạn đường có chiều dài là 300 m. Có rất nhiều các đường hầm lớn nhỏ mà chúng ta không nhìn thấy cũng như không được phép đến, như lối thoát sự cố, đường hầm cáp dầu, đường hầm thông gió, tổng thể là 20 km ngầm trong núi hoàn toàn. Và để làm được những con đường hầm này, thời gian xây dựng công trình trước đây, thời kỳ cán bộ công nhân tham gia xây dựng đông nhất khoảng độ 36.000 người. Họ là những thanh niên nhiệt huyết của mọi miền đất nước đã xung phong lên xây dựng thủy điện Hòa Bình
và đã có 168 người nằm lại mảnh đất này hy sinh cho dòng sáng ngày hôm nay, trong đó có 11 chuyên gia Liên Xô và 157 người Việt Nam. Nói đến các công trình thủy điện thì chúng ta sẽ hiểu một cách đơn giản thôi. Đó là thủy điện thì chỉ dùng để phát điện. Nhưng với công trình này nó có 4 nhiệm vụ cơ bản. Nhiệm vụ đầu tiên của thủy điện Hòa Bình là chống lũ cho toàn bộ đồng bằng châu thổ sông Hồng, bảo vệ an toàn thủ đô Hà Nội. Đó là nhiệm vụ hàng đầu. Nhiệm vụ thứ hai là cung cấp tưới tiêu cho đồng bằng Bắc Bộ vào những mùa khô hạn. Và nhiệm vụ thứ ba đó chính là phát điện. Tiết sản lượng điện hàng năm nhà máy hòa lưới quốc gia đạt xấp xỉ 10 tỷ kWh, mang lại tiềm năng kinh tế rất lớn. Nhưng đây chỉ là nhiệm vụ thứ yếu của công trình này. Ngoài ra còn một nhiệm vụ quan trọng nữa, đó chính là con đường giao thông thủy Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu. Trước đây các tàu bè không qua lại được, thì hiện nay tàu hàng tấn có thể ngược xuôi rất thuận tiện với độ sâu hồ chứa gần 100 mét nước. Cái tu bin này các bạn nhờ vào sức nước đổ xuống ha, tu bin nó chạy tạo ra năng lượng điện. Đó, 8 cái tu bin nè. Giống như là cái cốt nữa. Chỉ là cái phần lõi ở trên nè các bạn. Nó âm xuống dưới 10 tầng lầu mà. Đây là chúng ta đang đứng ở tầng số 10 đó. Có hai ông chuyên gia Liên Xô kìa, mặc áo xanh. Thank you.
cái máy cẩu lớn để làm nhiệm vụ sửa chữa mấy cái tua bin các bạn. Tua bin có sự cố cái cẩu đó nó sẽ rồi chúng ta ra lại rồi các bạn. Miệng hầm tham quan bên này ha. Này là dành cho cán bộ công nhân viên ha. Mấy miệng hầm để vào tham quan, cái này đi vô để đi xuống dưới đất nữa, xuống dưới mặt đất nữa. Chúng ta đang đứng đây là trên tầng số 10 đó. Rồi, chủ yếu là lấy một số thông tin của chị hướng dẫn viên ha, chứ còn vào bên trong thì chẳng có gì. Thôi mình sẽ chạy vòng vòng trong cái khu này các bạn. Đi vào trong này nó có hai lần vé, một lần đi vào 20.000 đó là các bạn chạy xe được vòng vòng khu ngoài, còn vào trong mua vé để đi vô được cái tầng hầm hồi nãy đó là chúng ta phải tốn 34.000 nữa. Giờ đi lên đây quay cái đập cho các bạn xem ha. Một cái công trình đập thủy điện vào thập niên 90. Đây ha các bạn. Cái nước này là lấy từ trên sông Đà để đi qua cái tua bin rồi đó. Nước này là đi qua tua bin rồi ha. Cái tua bin nằm ở dưới lòng hồ á. Rồi nước này bắt đầu chảy về hạ nguồn ha, về sông Hồng, về thành phố Hà Nội đó. Cái nguồn nước này để tái tạo lại để tưới tiêu. Này để dùng là tưới tiêu ha, rồi với lại tạo cái hệ thống sông ngòi ở phía hạ lưu, tạo nên đường thủy ha các bạn. Nước trên này mà không có là coi như ở dưới đường thủy coi như là chết cứng hết. Có ông nội kia ông ngồi ở dưới ông câu cá kìa, ông xuống bằng đường nào hay vậy trời. Mực nước 16, 18, 19, 20, 21, 23 mét. Cái chỗ cái cầu sắt đó là 23 mét. Trời, ông ngồi có một mình câu cá à. Hay thiệt. Nó sau khi lấy điện từ dưới lòng hồ đưa lên ha. Nhưng cái vàng này là qua mạng vô lưới điện quốc gia, qua cái biến thế nằm ở trong đó, phải hạ cấp xuống các bạn. Điện thế ở đây nó rất là lớn. Để có điện 202 kV thì 220V thì các bạn phải có cái biến áp hạ tải xuống. Miệng nước trong xanh, nước xanh thẳm luôn á, xanh mà xanh sâu, xanh đậm. Mẹ cá thì thôi rồi đấy, còn hơn là ao.
Bên kia tiếp tục đang xây dựng những dự án tiếp theo tại khu thủy điện Hòa Bình ha các bạn. Hôm nay chủ nhật cho nên khách vào tham quan khá là đông. Khách đội nón trắng trắng này là khách đoàn. Mình đi lẻ cho nên hồi nãy ghép đoàn được dễ lắm, chủ nhật đi ghép đoàn để dễ, còn đi ngày thường là có thể chờ hơi lâu. Hồi nãy mình vô khoảng chừng 10 phút là xong, là có khách bắt đầu vô. Đó, bây giờ khách này ra có khách khác vô rồi đó. Cửa miệng hầm xuống dưới hầm của các cán bộ công nhân viên trong cái thủy điện Hòa Bình đây ha các bạn. Có những đàn cò đứng trên cái đập luôn. Này mùa nước mà lũ là xả đập thì chỗ này nó bung nước lên rất là đẹp ha. Coi có nhiều cảnh mấy bạn quay ở ngoài phía Bắc này quay lúc mà lũ nước đập thủy điện nó dâng trào thì phải xả lũ, các bạn phải xả bớt ha, chứ để vỡ đập là ăn cám hết luôn á. Thì xả mở miệng 6 cái các bạn, 6 cái dòng màu cam cam đó, cổng xả đập ha, mở cái miệng đó lên xả xuống đây mấy cái miếng trắng trắng, bê tông trắng trắng đó là giảm tải lại các bạn, lực nước chạy xuống ha. Thì để giảm tải cái lực nước đó phải xây cái dạng bê tông đó, nó chặn lại và nó phun lên, phun cao lên để rớt xuống đó, cái lực nước nó sẽ nhẹ lại hoặc nó thả từ từ, chứ còn không có mấy cái đó là nó xả một phát một đi về Hà Nội chưa tới 10 phút nữa là đầy nghẹt ở dưới Hà Nội luôn. Từ Hòa Bình cách Hà Nội khoảng 70 cây hơn các bạn, 73 cây à. Rồi mình quay lại toàn bộ khung cảnh tại thủy điện Hòa Bình ha, với lại tham quan ở phía bên trong, chủ yếu là lấy cái thông tin của cái hướng dẫn viên đó thôi, chứ cần xuống đó thì không có cho đi nhiều. Cái khu này là khu gọi khu an ninh quốc gia rồi. Chính xác cái khu này đúng ra là không có cho nên vào, bởi vì vào trong này nó nguy hiểm. Cái đập thủy điện Hòa Bình này mà có sự cố gì là coi như là xong phim luôn. Rồi, có gì mình chạy đi ra ngoài cổng ngoài rồi mình quay cái đài tưởng niệm của 168 người cho các bạn xem ha. Trong đó có 11 người là Liên Xô đã mất trong cái công trình thủy điện vĩ đại nhất tại Việt Nam thời thập niên 90. Rồi,